Quý khán thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television trên băng tần 14.6. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi những tin liên quan đến Hoa Kỳ. Mặt trăng đổ bóng lên trái đất trong nhật thực. Nhật thực toàn phần duy nhất của năm 2020 diễn ra vào hôm 14 tháng 12. Cảnh tượng mặt trời bị che khuất hoàn toàn có thể quan sát ở khu vực từ vùng xích đạo Thái Bình Dương đến Nam Đại Tây Dương, qua Nam Argentina và Chile. Thiết bị chụp ảnh ABI trên vệ tinh JOES 14 đã chụp ảnh bóng của mặt trăng di chuyển qua bề mặt trái đất. JOES 16 do cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ là NOAA vận hành. NASA hỗ trợ phát triển và phóng loạt vệ tinh GOES lên quỹ đạo. Video Time Lapse trên gồm có là 72 bức ảnh chụp cách nhau mỗi 10 phút từ 13 giờ ngày 14 tháng 12 đến 1 giờ ngày 15 tháng 12. Và video cho thấy là mặt trời chiếu sáng trên trái đất, bóng đèn của mặt trăng di chuyển từ trái sang phải, cụ thể là từ Thái Bình Dương qua Nam Mỹ và đến Đại Tây Dương. Nhật thực xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời, che khuất một phần hoặc là toàn bộ mặt trời đối với người quan sát trên trái đất. Nhật thực toàn phần xảy ra khi đường kính mặt trăng lớn hơn mặt trời, chặn hoàn toàn ánh nắng trực tiếp và biến ngày thành đêm. Chỉ một dải đất hẹp trên bề mặt, trái đất có thể chứng kiến hiện tượng này. Trong khi đó thì nhật thực một phần có thể được quan sát ở khu vực rộng hàng ngàn km xung quanh, thưa quý vị. Đại dịch thay đổi thế giới năm 2020, thưa quý vị. Suốt 12 tháng qua, COVID-19 đã làm tê liệt nền kinh tế, tàn phá nhiều cộng đồng và khiến cho gần 4 tỷ người phải ở trong nhà. Năm 2020 đã thay đổi thế giới theo cách chưa từng có trong tiền lệ, kể từ Thế chiến thứ hai. Có hơn 1.6 triệu người chết, ít nhất là 72 triệu người nhiễm COVID. Còn số thực tế có thể cao hơn nhiều. Và trẻ em bỗng mồ côi, người cao tuổi qua đời và nhiều bệnh nhân phải ra đi cô độc trong bệnh viện, bởi thăm viếng là quá nguy hiểm. Ông Stan Verman, chuyên gia dịch tễ học bệnh truyền nhiễm, Hiệu trưởng trường Y tế Công cộng Yale nói rằng đây là trải nghiệm về đại dịch duy nhất trong cuộc đời mỗi người trên hành tinh. Nó ảnh hưởng đến gần như tất cả mọi người. COVID-19 không phải đại dịch chết chóc nhất lịch sử. Bệnh dịch hạch thế kỷ 14 đã xóa sổ 1/4 dân số. Và có ít nhất là 50 triệu người tử vong trong dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919. Và bệnh AIDS đã cướp đi mạng sống của 33 triệu dân. Song, người ta có thể nhiễm COVID một cách dễ dàng, chỉ qua hơi thở. Vào ngày 31 tháng 12, khi COVID-19 còn chưa có tên gọi, khó ai lường được quy mô của thảm họa toàn cầu này. Và đến ngày 7 tháng Giêng, giới chức Trung Quốc thông báo đã xác định được loại virus mới này. Sau đó, được Tổ chức Y tế Thế giới là WHO đặt tên là SARS-CoV-2. Song khi ấy người ta đã quen với tên gọi ban đầu là COVID. Và tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hoa Kỳ đưa Thụy Sĩ, Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào hôm 16 tháng 12 đã đưa Thụy Sĩ và Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, theo Reuters cho biết. Và bộ này cũng thêm 3 nước vào danh sách các quốc gia bị nghi phá giá đồng nội tệ, thưa quý vị. Và theo Reuters thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng trong khoảng thời gian tính tới tháng 6 năm 2020, Thụy Sĩ và Việt Nam đã can thiệp mạnh vào thị trường tiền tệ nhằm điều chỉnh hiệu quả cán cân thanh toán. Đáp lại cáo buộc Hoa Kỳ thì Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ tuyên bố không thao túng đồng nội tệ và rằng cách tiếp cận chính sách tiền tệ của ngân hàng này sẽ không thay đổi.
Reuters dẫn lời thể chế tài chính của Thụy Sĩ cho biết là vẫn sẵn sàng can thiệp mạnh hơn vào thị trường ngoại hối. Thưa quý vị, cũng theo hãng tin Anh thì Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam từ chối bình luận về đề nghị hãng tin chuyển câu hỏi sang Bộ Ngoại giao. Bộ Tài chính Hoa Kỳ thì đã đưa thêm Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ vào danh sách các nước bị nghi phá giá đồng nội tệ, vốn còn gồm có là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đức, Italy, Singapore và Malaysia. Và liên quan đến vấn đề bầu cử tại Hoa Kỳ, thưa quý vị, ông Biden tới Georgia vận động cho hai ứng viên Thượng nghị sĩ Dân Chủ. Và giờ sau khi trao đổi với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa là Mitch McConnell, ông Joe Biden hôm 15 tháng 12 đã thúc giục cử tri tiểu bang Georgia bầu cho hai ứng viên Đảng Dân Chủ là Raphael Warnock và John Ossoff trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 5 tháng Giêng. Một ngày sau khi ông được đại cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, ông Biden nói trong cuộc vận động rằng quý vị đã sẵn sàng bỏ phiếu cho hai thượng nghị sĩ, không chỉ biết nói không mà còn biết cách nói có hay chưa. Tin cho hay là hai ứng cử viên Dân Chủ đối đầu lần hai với các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, lần lượt là Kelly Loeffler và David Perdue. Chiến thắng của hai ứng viên Đảng Dân Chủ sẽ tạo cơ hội cho đảng này giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Hoa Kỳ cũng như Tòa Bạch Ốc. Chỉ một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa giành thắng lợi cũng sẽ giúp cho ông McConnell ngăn chặn nhiều mục tiêu lập pháp của ông Biden. Và thưa quý vị, trước khi ông Biden tới Georgia thì ông McConnell đã lần đầu tiên lên tiếng chúc mừng ông Biden và bà Harris, trong khi Tổng thống Trump vẫn từ chối thừa nhận thất bại. Theo hãng tin Anh thì ông McConnell và các quan chức cấp cao khác của Đảng Cộng Hòa đã kêu gọi các đảng viên khác tại Thượng viện không cùng với các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện phản đối kết quả bầu cử khi Quốc hội nhóm họp vào ngày 6 tháng Giêng để chuẩn thuận kết quả của đại cử tri đoàn. Sau cuộc bản tin nói về vợ cũ của ông chủ Amazon chi gần 6 tỷ Mỹ kim làm từ thiện. Thưa quý vị, bà Mackenzie Scott, vợ cũ của giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos, đã chi mạnh tay cho hoạt động từ thiện từ khối tài sản bà nhận được sau ly hôn. Bloomberg cho biết bà Mackenzie Scott ngày 15 tháng 12 thông báo là bà vừa chi gần 4.2 tỷ Mỹ kim làm từ thiện cho gần 400 tổ chức. Thông báo được đưa ra chỉ 4 tháng sau khi bà dành 1.7 tỷ Mỹ kim cho 116 tổ chức hồi tháng 7, trong đó có các trường đại học cũng như là trường cao đẳng, thưa quý vị. Với số tiền từ thiện gần 6 tỷ Mỹ kim, bà Scott là một trong những mạnh thường quân đóng góp từ thiện nhiều nhất trong một năm. Bà còn cho biết là đội ngũ của bà đã xem xét gần 6.500 tổ chức khác nhau để quyết định xem tổ chức nào sẽ nhận được số tiền từ thiện sau khi bà quyết định đẩy nhanh tốc độ làm từ thiện trong năm nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cầu. Bà chia sẻ rằng đại dịch đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người Hoa Kỳ đã vốn đã gặp nhiều khó khăn. Những tổn thất về kinh tế và hệ lụy về sức khỏe càng tệ hơn với những người phụ nữ, người da màu và người nghèo. Trong khi đó thì nó lại khiến cho tài sản của giới tỷ phú tăng đáng kể. Thưa quý vị, bà Scott hiện là người giàu thứ 18 thế giới sau khi nhận được tài sản chia hậu ly hôn. Trong năm nay, tài sản của bà đã tăng mạnh từ 23.6 tỷ Mỹ kim lên đến là 60.7 tỷ Mỹ kim nhờ cổ phiếu của Amazon tăng. Tiếp theo, tin liên quan đến California. Thưa quý vị, California chuẩn bị là 5.000 túi xác, 60 kho lạnh đối phó với COVID-19. Tin cho biết là Thống đốc California cho biết là tiểu bang này đã đặt mua hàng ngàn túi đựng thi thể và kho lạnh để đối phó với tình trạng số ca tử vong vì COVID tăng. Thống đốc California là Gavin Newsom vào ngày 15 tháng 12 cho biết là tiểu bang này đã đặt mua thêm 5.000 túi đựng thi thể cũng như 60 thùng đông lạnh trong bối cảnh California đang chứng kiến đợt bùng phát COVID-19 mạnh nhất từ trước cho đến nay.
Theo ông Newsom thì California dự kiến phân bổ túi xác trên cho các khu vực là San Diego, Los Angeles và Inyo. Còn các thùng đông lạnh được dự trữ sẵn tại các hạt và các bệnh viện. Đây là đại dịch chết người và chúng ta cần nhận thức rõ chúng ta đang ở đâu. Chúng ta vẫn chưa ở vạch đích. Ông Newsom nhấn mạnh. Và cũng theo tin từ ABC News, ông Newsom cảnh báo California có thể đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Và ông dự đoán hàng ngàn người tại California sẽ thiệt mạng trong những tuần sắp tới. Đã có ánh sáng ở cuối đường hầm, nhưng chúng ta vẫn đang ở trong đường hầm. Điều này có nghĩa là chúng ta có lẽ đang trải qua thời điểm căng thẳng và khẩn cấp nhất kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát. Ông Newsom nói trong cuộc họp báo vào ngày 15 tháng 12. Và tin cho biết việc Cuba bác bỏ báo cáo của Hoa Kỳ về hội chứng Havana. Thưa quý vị, Cuba vào hôm 15 tháng 12 đã bác bỏ một báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ, theo đó kết luận rằng tần số vô tuyến là giải thích khả dĩ nhất về các căn bệnh lạ của các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Havana và một số nơi khác, theo Reuters cho biết. Tin còn cho hay là khoảng giữa năm 2016 và năm 2018, hàng chục nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ, phần lớn ở Cuba, cho biết là có các triệu chứng như là mất thính lực, chóng mặt, đau đầu và mỏi mệt. Các dấu hiệu của bệnh chấn thương sọ não nhẹ được gọi tên là hội chứng Havana. Theo Reuters thì Canada nói rằng có hơn một chục nhân viên Đại sứ quán và người thân của họ ở Havana cũng có các triệu chứng tương tự như vậy. Chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng các nhà ngoại giao bị tấn công bởi một loại vũ khí bí mật nào đó. Và theo Reuters thì Cuba nhiều lần nói không có bằng chứng cho thấy điều đó và bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào. Reuters dẫn tin từ Viện Khoa học Cuba nói vào hôm 15 tháng 12 rằng báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là do Viện Quốc gia về Khoa học, Kỹ thuật và Y học thực hiện đã công bố vào hôm 6 tháng 12, không đưa ra các bằng chứng khoa học về sự hiện diện của sóng tần số vô tuyến. Kính thưa quý khán thính giả, đó là những tin liên quan đến Hoa Kỳ. Một lần nữa chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát sau một vài thông tin thương mại. Cục tôi sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam.